là bia rượu, kẻ thù của tim mạch. Theo thống kê thì những người xảy ra các vấn đề liên quan đến tai biến, đột quỵ thì thường có liên quan đến bia rượu. Và tiếp theo là các thực phẩm chế biến sẵn. Bởi vì công thức chung của các thực phẩm chế biến sẵn thường có chứa hàm lượng béo, mà những chất béo này khi nạp vào trong cơ thể, nó chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng cholesterol xấu. Bên cạnh đó, các loại dầu để chiên, để chế biến các thực phẩm này thường là dầu không đảm bảo chất lượng. Và thứ 8 là bơ sữa. Bơ thì thường được làm ra từ mỡ động vật. Và khi các bạn chế biến món ăn mà sử dụng bơ nhiều, chính là làm cho cơ thể của chúng ta tăng cái hàm lượng cholesterol xấu lên. Cuối cùng là khoai tây chiên, cũng là kẻ thù của tim mạch. Trong khoai tây chiên có chứa hàm lượng chất béo và muối rất cao. Theo thống kê của các nhà khoa học, những người có thói quen ăn 2 đến 3 bữa khoai tây chiên trên một tuần là đã có khả năng tử vong cao hơn những người bình thường rồi đấy. Vậy làm thế nào để cho trái tim được khỏe mạnh? Thì các bạn hãy hạn chế sử dụng các sản phẩm như là Yến vừa chia sẻ ở trên, và hãy thường xuyên bổ sung rau củ quả trái cây tươi Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn có rau củ quả trái cây tươi. Thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học và các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn rằng, các bạn hoàn toàn có thể thay thế rau củ quả trái cây sấy khô cho rau củ quả trái cây tươi được. Bởi các loại rau củ quả trái cây sấy khô, nó chỉ được làm khô đi cái lượng nước ở trong rau củ quả trái cây thôi, còn tất cả các loại vitamin và khoáng chất thì vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng được những thực phẩm chế biến mà giữ nguyên dinh dưỡng, không ướp ủ thêm bất cứ một loại gia vị nào, thì chúng ta cần phải tìm các công ty uy tín. Và ở đây là Yến chia sẻ cho các bạn biết đến công ty Đông Phát Food, chuyên sấy khô các loại rau củ quả trái cây để xuất khẩu. Nhưng khi xem video này là các bạn chính thức được biết đến dòng rau củ quả trái cây sấy khô của Đông Phát Food được phân phối tại Việt Nam. Công ty Đông Phát Food đã nhiều năm sấy khô rau củ quả trái cây xuất khẩu, và với quy trình đạt chuẩn quốc tế, rau củ quả trái cây được thu hoạch của người nông dân đem về làm sạch và đưa ngay vào quy trình sấy khô mà không qua quy trình ướp ủ thêm bất cứ một loại gia vị hoặc là đường nào như các công ty khác. Nên khi các bạn thưởng thức rau củ quả trái cây sấy khô của Đông Phát Food là các bạn cảm nhận cái hương thơm như của rau củ quả trái cây tươi, mà các vị ngọt, thanh, nhẹ, thơm vẫn như là trái cây tươi. Và các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng, nếu các bạn luôn luôn có một túi rau củ quả trái cây sấy khô ở bên cạnh thì các bạn hoàn toàn có thể không có muốn ăn bất cứ một loại chế biến sẵn nào. Bởi các hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau củ quả trái cây sấy khô, nó đã khiến cho cơ thể của chúng ta có đủ cái lượng calo, thấy năng lượng, thấy mạnh khỏe và không còn thèm ăn thêm bất cứ một loại thức ăn nào khác. Giải pháp để có sức khỏe hoàn hảo, giải pháp để có trái tim khỏe mạnh và giải pháp giúp chúng ta giữ cân không bị tăng cân béo phì là cách chúng ta hãy để bên người một túi rau củ quả trái cây sấy khô. Và khi các bạn sử dụng rau củ quả trái cây sấy khô của Đông Phát Food là các bạn đang cùng công ty giúp cho người nông dân ổn định đầu ra để không bị bóp giá. Một mặt khác là chúng ta còn giúp cho người nông dân yên tâm nuôi trồng. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại, là Yến Team sẽ gọi điện tư vấn cho bạn cách sử dụng rau củ quả trái cây khô của Đông Phát Food dễ dàng, tốt nhất mà lại tiết kiệm, rất kinh tế. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chất lượng cao, rất nên đúng không bạn? Ngoài ra chúng tôi là những chuyên gia tư vấn sức khỏe hoàn hảo đã giúp cho hàng trăm ngàn người trên thị trường Việt Nam. Thì khi bạn để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ bắt đầu đồng hành cùng bạn, giúp bạn luôn luôn có một sức khỏe hoàn hảo. Không chỉ việc sử dụng rau củ quả trái cây khô của Đông Phát Food mà còn giúp bạn có giải pháp để duy trì một sức khỏe hoàn hảo nữa. Và rất mong bạn đừng quên chia sẻ video này để giúp cho nhiều người biết đến thông tin cùng với chúng ta nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, cảm ơn bạn đã để lại số điện thoại và cảm ơn bạn đã chia sẻ video này. Chúc bạn luôn có sức khỏe hoàn hảo và hẹn gặp lại các bạn khi chúng tôi gọi điện. Xin chào!